Hello các bạn, hôm nay mình làm một cái video về những cái cây cam chanh quýt bưởi ở trong vườn mình ha. Thì cái cây này là cây đầu tiên, cái cây quýt ngọt mà trái tròn. Bây giờ đang ra bông rất là nhiều các bạn. Đó. Thì cái cây quýt này rất là hay là nó rất là ngọt các bạn ơi. Thì nó đã ra bông được cái đợt đầu tiên và đậu được một số trái đây. Đã đậu được một số trái đây và bây giờ đang ra đợt bông thứ hai và nó đậu rất là nhiều trái nhỏ nhỏ li ti đây các bạn. Đó, đây là những cái bông đang đậu và nó đang đậu rất là nhiều. Thì cái cây quýt này là cái quýt rất là ngọt các bạn, ngọt lừ luôn đó. Đây là những cái trái nhỏ đã đậu rồi đây. Đó, thì bông bây giờ vẫn đang ra rất là nhiều và đang đậu rất là nhiều đó các bạn. Thì cái đợt đầu đấy nó ra đậu được một số trái rất là dễ thương đó các bạn. Đấy, đẹp không? Đó. Thì cái cây quýt này là cái cây quýt Nhật, quýt rất là ngọt các bạn, ngọt lắm lắm. Nó tên là cây đây cái tên của nó đây. Mèo Hoà Rào, Kumquat. Cái này là Việt Nam mình gọi là quýt Nhật đấy các bạn. Cây thì cũng khá nhỏ. Khá dễ trồng và ra hoa liên tục, ra hoa hoài luôn nè. À. Đó, thì bây giờ nó đang ra hoa đây. Mấy chú ong này đang đang bắt đầu hút mật và cũng giúp mình để nó thụ trái cho những cái cây này. Thì cái cây này mình cũng trồng ở trong chậu thôi các bạn, chậu 15 ga lông. Đấy. Chậu 15 ga lông. Đó, thì nếu mà các bạn thích thích tắc tắc ngọt thì các bạn nên trồng cái cây này, trái ăn rất là ngọt và rất là sai trái. Đó, đây là cái cây đầu tiên mà mình muốn giới thiệu với các bạn. Mình mua ở tất cả những cái nursery đấy nó đều có các bạn ơi. Đấy, trái ra rất là dễ thương. Rồi đây là cái cây cam chanh quýt bưởi, cây thứ hai mà mình muốn giới thiệu với các bạn. Đây là Việt Nam mình gọi là cái cây quýt túi tiền đây các bạn. Mình trồng năm nay là năm thứ hai thì này, bắt đầu đang ra trái bói, năm nay là ra trái bói lần đầu tiên đây các bạn. Đó, khi mình mua nó thì khoảng 2 feet nhưng mà bây giờ nó lên tới 5 6 feet rồi. Cũng trồng ở trong chậu thôi các bạn. Đó, chậu 15 ga lông thôi. Đấy thì ấm nhưng mà cũng được một số trái bói để mà thưởng thức thử ha. Đây là cây quýt túi tiền thì đó là tiếng tiếng Việt Nam, còn tiếng cái tên chính của nó là sumo tangerine. Quýt này nó bán rất là mắc tiền và rất là ngon các bạn. Thì đây là cái cây quýt mà mình muốn giới thiệu ngày hôm nay. Mỗi cây ra được một số trái lủng lẳng rất là dễ thương các bạn. Đấy, cây thì bây giờ nó cũng 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 chưa có lớn lắm đâu nhưng mà năm nay là cái năm bói của nó đây. Đó. Rất đẹp các bạn. Đấy. Thấy không? Trái lủng lẳng đó. Đó, thấy không? Đó, đây là cây cây quýt túi tiền ha, cây thứ hai. Bên cạnh những cái cây tắc với lại cây quýt túi tiền thì đây là một cái cây bưởi gọi là bưởi tiến vua. Bưởi tiến vua là cái bưởi màu đỏ các bạn. Mình trồng mình mua giống năm ngoái nó được nó cao khoảng 1 feet, năm nay nó lớn lên chắc phải 4 5 feet rồi đấy, 4 feet 5 feet nhưng mà chưa thấy thấy bông thấy trái gì cả. Mình cũng trồng ở trong chậu thôi, chậu 15 ga lông ha. Đấy, nó lên rất là tốt nhưng mà chưa thấy bông thấy trái gì hết. Nhưng mà trong cái video này thì mình cũng muốn thêm nó vô luôn. Đây là một cái cây mình sưu tập. Đó, mình sưu tập cái cây này. Lên rất là khỏe, nhìn rất là healthy nhưng mà chưa có bông có trái gì các bạn ơi. Đấy. Hy vọng sang năm nó sẽ cho chỉ cần một trái để mà coi cái giống của nó, thứ nhất có đúng giống, thứ hai là nó có good không thôi. Đây là cái cây chanh màu vàng các bạn ơi, cái cây
chanh ở trên Meyer Lemon, chanh ở trên Mỹ, rất là đẹp. Khi mà nó chín nó ra cái màu vàng rất là đẹp các bạn. Thì mình trồng từ năm ngoái, năm nay bây giờ nó ra, cho ra cũng khá nhiều trái. Trái rất là nhiều size nhưng mà nó còn đang xanh, nó chưa có vàng lắm các bạn. Đấy, trái thấy trái không? Lủng lẳng, rất là dễ thương các bạn. Đấy, nó ra rất là nhiều. Trái lủng lẳng hết trơn nè, thấy không? Đấy, thì đây cũng là một cái cây mà mình muốn sưu tập trong vườn để mà tăng thêm cái màu màu mè hoa lá cành cho cái vườn của mình ha. Chứ còn trái trái này thì mình ít ăn nhưng mà nó đẹp các bạn ơi. Đấy, đây là thêm một cái loại cam chanh quýt quýt bưởi nữa trong vườn của mình. Đấy, trái rất là nhiều các bạn, trái sum suê, nhiều trái lắm. Đấy, đây là cái loại thứ tư mà mình cam chanh quýt bưởi của mình sưu tập ha. Đây là cây cam chanh quýt bưởi loại thứ năm mà mình muốn giới thiệu với các bạn trong vườn ha. Thì cái cây này là cái cây quýt mà người ta trồng rất là nhiều ở khu California. Mình trồng cái cây này ở đây ở Florida thì không biết thời tiết nó có hợp hay không, nhưng mà thấy nó cũng không phát triển lắm. Nhưng mà năm nay thì nó cũng cho một số trái bói nhỏ nhỏ đây. Cây quýt này là gọi là cây quýt Kisu. Thì đây trái năm nay nó bắt đầu nó ra trái cho mình thưởng thức đây, nhỏ xíu xíu thôi. Nhưng mà cũng được một số trái đấy. Được một số trái để mà bói thử ha. Cây này mình trồng được năm thứ hai. Đấy, bây giờ đây là loại thứ năm thứ sáu gì đây là mình không 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 nhớ nữa, nhưng mà đây là cái quýt Kisu các bạn. Đấy, bên cạnh là những cây quýt kisu, những cây quýt Kisu thì là đây là cây chanh chanh móng tay của Úc. Cây này đã có trái rồi năm ngoái nhưng mà năm nay thì lại không thấy trái hoa, thì bây giờ mới ra lai rai thôi, không có nhiều đó. Cây này là cây chanh finger lam của Úc. Bên này cũng 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 là một cây finger lam nữa đây các bạn, cũng ra hoa lâu lâu lâu, có cái hoa lai rai lác đác đây các bạn. Đấy, lai rai lác đác thôi chứ không có nhiều. Và bên phía bên này cũng là một cái cây chanh finger lam nữa. Cây này thì năm nay ra hoa rất là nhiều nhưng mà cái là đậu được có mấy trái các bạn. Nên như thí dụ đây để có một trái này, nhìn đây. Đấy, cái cây này là cây finger lam xanh nhưng mà sao cái trái của nó cũng nhìn cũng tròn tròn dài dài chứ nó không có dài giống như là cái cây trái finger lam truyền thống mà. Thì nói chung là cây này ra hoa rất là nhiều nhưng mà cũng đậu được mấy trái loay hoay, không có nhiều lắm, không biết lý do tại sao. Hoa nó ra rồi nó rụng hết các bạn ơi. Nhưng mà đây là một cái những cái loại cây mà mình sưu tập trong vườn ha. Đấy, finger lam của Úc, Australia. Đấy, nguyên cái dãy này nó có 3 cây finger lam đây. Rồi kế tiếp đây là cây bưởi Biên Hòa các bạn. Cây này thì mình chiết được chắc cũng 2 hay 3 năm nay rồi. Em nó ở đây và năm ngoái thì được một trái nhưng mà cái trái đó nó bị không có ngon, khô. Năm nay thì em nó bói được thêm một trái nữa. Đây, trái này thì chưa có thu hoạch được đâu nhưng mà cũng được một trái các bạn. Đấy, đây là cây bưởi Biên Hòa da xanh ha. Đấy, lên rất là đẹp. Và mình cũng muốn khoe luôn là mình đã chiết được một cây baby đây, nó đang nằm đây. Và mình đã chiết cái này chắc được mấy tháng và bây giờ mình cắt xuống và cho vô chậu rồi đây. Đây, vậy thì
Đây là cái cây bưởi Biên Hòa mẹ của mình. Và đây là cái cây bưởi Biên Hòa con mà mình chiết ra ha. Đấy. Không biết là cái loại thứ mấy trong cam trong quýt bưởi trong vườn rồi, nhưng mà đây là cây bưởi Biên Hòa ha. Bên cạnh cây bưởi Biên Hòa là đây là cây bưởi Mỹ các bạn. Nó gọi là pomelo. Cây bưởi này bưởi Mỹ à, mình mua cốt là để mình về mình chiết với mình ghép những cái giống bưởi ngon thôi, nhưng mà nói chung là em nó cũng ra được hai trái đây à, thì mình cũng cứ để cho nó có trái trong vườn cho nó đẹp thôi, chứ còn mình biết cái bưởi giống bưởi này nó không có ngon, nó không có ngon, nhưng mà mình vẫn trồng để mà ghép những cái giống bưởi như bưởi Tiến Vua hay là bưởi Biên Hòa vô đây. Bởi vì cái cây này cái giống của nó rất là khỏe các bạn. Những cái cây đó thì đây là có cái cây chanh mà một số người trên mạng nói là cái lá của nó rất là thơm. Nên mình cũng mua thử nó gọi là cái cây cây chanh chanh sọc ha. Thì đúng cái lá của nó rất là đẹp nên mình mua là mua cái lá thôi, chứ còn vấn đề có trái hay không hay là cái gì đó thì mình cũng không có thực sự quan tâm lắm. Mình chỉ thích cái lá, mà cái lá lá sọc như thế này thì mình rất là thích, đâm ra là mình mua cái cây này để mà giống như trang trí trong vườn vậy thôi, chứ còn không có quan tâm đến nó có trái hay không. Cái cây thì rất là đẹp, lá rất là đẹp các bạn. Đây là cái cây quýt mà không biết là nếu mà các bạn theo dõi video của mình thì cây quýt này hồi trước mình trồng dưới đất, nhưng mà mình năm nay mình bứng lên trên chậu, bởi vì mình dành chỗ cho những cái cây khác, đâm ra là cái cây quýt cái này là gọi là cây quýt đường đấy các bạn. Khi mà mình đứng trong chậu thì nó ra được có mấy trái thôi, không có nhiều trái lắm, và cây nó cũng đang giống như dạng như hồi phục đó, đâm ra là em nó năm nay có vẻ như hơi còi cọc, chứ còn mấy năm mà chưa đến bây giờ là trái nó ra rất là nhiều rồi đây. Năm nay thì được có một số trái nhỏ nhỏ và cây nó cũng đang đang bắt đầu hồi phục thôi. Đấy. Thì đây là cái em quýt đường của mình. Và cũng muốn giới thiệu luôn ở dưới gốc cây này là nó có một em baby. Cái này là cây chanh khi lam của mình phía trước nhà, mình chiết nó xuống và bây giờ cái cây chiết nhỏ chút xíu nhưng mà nó cũng có một số trái rất là dễ thương đấy các bạn. Đấy các bạn thấy không, nhỏ mới chiết xuống thôi nhưng mà cũng ra hoa cái trái như thường. Đấy, đây là cây baby khi lam ha. Tiện thể đây mình quay luôn bởi vì nó nằm gần gần khu vực này ha. Ở đầu video mình giới thiệu một cái cây tắc ngọt mà nó nằm trong chậu mình mới trồng, và đây là cái cũng một loại tắc ngọt ngọt nữa, nhưng mà cái cây này là cái cây tắc ngọt mà cái trái dài. Cái trái này nó ngọt nhưng mà nó ngọt ở trong giữa, ở ngoài cái vỏ của nó thì nó có hơi có cái mùi chanh đó. Thì cái cây này mình trồng nó xuống đất, bây giờ nó cao lắm rồi, chắc cũng phải 10 feet á, thì trái ra cũng nhiều đây các bạn. Đấy trái này đó, thấy không, trái ra nhiều cũng 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 kha khá đấy, chùm chùm đây đấy, trái ra cũng kha khá và bông bây giờ nó cũng ra nhiều lắm lận các bạn. Đấy, ra quá trời trái đây này, thấy không, đó trái rất là nhiều các bạn. Thì cái cây này ăn nó không ngọt bằng cái cây kia, nhưng mà cũng khá thuộc dạng khá ngọt, tắc ngọt mà tắc trái dài. Cái tên của nó là cái tên của nó là Nagami Long đó, tên của nó đó là cái cây cây tắc tắc trái dài ha. Nếu mà các bạn muốn mua cái cây tắc tắc ngọt thì đây cũng là một cái cây tắc ngọt mà cho rất là nhiều trái và nhiều bông, ra trái và ra bông quanh năm các bạn ơi. Đấy, trái và bông, đây là bên bên này là bông nè, bên kia là trái kìa. Thì ít bữa nữa là mình sẽ ăn liên tục, bởi vì bông trái nó ra xen kẽ nhau, đâm ra là mình có thể hái trái ăn và
và bông nó vẫn tiếp tục nó ra ha. Đó, đây là một cái cây nữa mà mình sưu tập trong vườn ha. Đó, đây là cái cây, đây là một thêm một cái cây quýt nữa, nó gọi là quýt đen xì. Thì cây này mình trồng năm nay là năm thứ ba, năm đầu năm thứ hai thì không ra trái, ra trái là rụng chứ. Năm nay thì có được một số trái đây các bạn, đấy một số trái nhỏ nhỏ bé bé để mà ăn thử. Đó đây nó ra cũng được một số trái và cây cũng phát triển rất là tốt các bạn, rất là bự. Đấy, cây này mình trồng ở dưới đất đó, ra tàn ra 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 lá rất là nhiều các bạn. Bây giờ bây giờ đang là mùa mưa, đâm ra là cây cối nó phát triển rất là sung các bạn ơi. Không cần tưới gì hết, bây giờ chỉ có cần lâu lâu tưới phân cá cho nó thôi, chứ còn nước thì không cần tưới, bởi vì chiều nào nó cũng mưa cả, đâm ra là cây cối nó phát triển rất là xanh tươi các bạn. Đó, đây là một cái loại quýt nữa mà mình trồng trong vườn, sưu tập trong vườn ha, quýt đen xì. Và kế đến là một cái cây, cái này là cũng là cây chanh chanh sọc ha. Mình thích cái lá mà nó có cái sọc như vậy, tất cả những cái cây mà có lá có sọc là mình thích à. Đó thì cái cây này nó cho ra trái cũng nhiều lắm các bạn, cho ra trái quanh năm. Đây đây hoa đây các bạn, và trái đây các bạn, quá trời hoa trái rồi, thấy không? Đấy đấy trái nè, trái lụng lặng mà trái của nó cũng có sọc các bạn ơi. Đâm ra là mình có ăn hay không không quan trọng, nhưng mà cái cây nó trong vườn nó đẹp là mình thích rồi. Đấy, cái trái này bỏ nhầm nước ăn cũng ok lắm. Và cái tên của nó đây, cái tên của nó là cái tên của nó đây các bạn. Đấy, Centennial Variegated Concord, đó là cái tên của nó đây ha. Nếu mà các bạn muốn sưu tập muốn mua thì cái này mình nghĩ ở Home Depot nó cũng có bán, mình nghĩ vậy. Hồi đó mua ở cái nursery gần nhà, đâm ra mình cũng không có để ý là Home Depot nó có bán hay không, nhưng mà mình nghĩ bây giờ những cái cây này là Home Depot với lại Lowe có thể nó đã bán rồi đấy các bạn. Đấy, đây là một cái cây cam chanh quýt bưởi kế quế của mình muốn giới thiệu trong video này. Và cái cây này nó rất là hữu dụng và mình sử dụng nó rất là nhiều. Nó theo mình từ khi mình dọn qua bên Florida ha, cũng phải 6-7 năm rồi. Đó, từ khi mà mình dọn qua đây là mình có cái cây này rồi. Cây này là cái cây chanh số 8. Bây giờ mình đã trồng nó xuống đất và nó phát triển rất là bự các bạn. Trái cũng nhiều đó, đó thấy bạn, các bạn thấy không? Trái lù khù. Cái cây này thì chủ yếu là mình ăn lá, nhưng mà cái trái của nó cũng thơm lắm, thơm thơm, nhưng mà có một như như có một số người người ta không thích cái mùi bự, cái mùi nó rất là nồng. Mình thì mình làm nước mắm mình cũng thích cái trái chanh này chứ không không phải gì không, nhưng mà chủ yếu là cái trái này người ta ăn lẩu Thái hay là ăn thịt gà thì người ta dùng cái lá của nó là tuyệt vời, không có chê vào đâu được hết. Đấy, cái cây này năm nay cái lá của nó rất là nhiều và nó phát triển rất là lớn. Là mình nghĩ lý do của cái cây này nó phát triển lớn đó là cái sinh này đấy các bạn. Mình làm đồ ăn hay là làm cá làm gì đó vô cái sinh này và nước nó chảy ra ra cái ống này và chảy xuống cái gốc của cái cây đó. Đâm ra là cái cây chanh này năm nay nó phát triển rất là tốt và nó rất là happy. Đây mình cũng happy nữa bởi vì nó đã theo mình 6-7 năm nay rồi. Và nó cho mình rất là nhiều lá để mà ăn ăn những cái loại mà mình muốn ha. Đây là cái cây kế cuối. Đây, đây là cái cây cuối cùng mà mình muốn giới thiệu với mọi người là cái cây Key Lam này. Nó đang cho trái rất là nhiều đó các bạn. Đấy. Thì cái cây này là mình thích nhất trong trong những cái cây cam chanh quýt bưởi của mình bởi vì nó rất là hữu dụng. Mình hái trái mình ăn liên tục, cái trái thì nó nhỏ thôi, nó nhỏ thôi nhưng mà nước rất là nhiều các bạn, và nó cho trái quanh năm, cho trái rất là nhiều, đâm ra là mình thích nó lắm. Vấn đề là hữu dụng thôi.
chanh thì nhỏ nhưng mà nước nhiều và mình có thể làm nước mắm rất là thơm các bạn. Đấy, nó ra trái này, xung xuê này, đó, thấy không các bạn? Cây này là cây cuối cùng trong cái bộ sưu tập mà cam chanh quýt bưởi của mình ha. The best for last. Đó. À, cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ kênh của mình ha. Rồi, cảm ơn nha.